Xin chào quý anh chị và các bạn đến kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Và hôm nay em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về chi tiết ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner 2.4 máy dầu một cầu phiên bản Legender. Và đồng thời giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe này. Mà chiếc xe trước mắt chúng ta đây là phiên bản màu đen, ngoại thất màu đen. Thì Fortuner đa số chủ yếu là lựa chọn là nội thất ngoại thất màu đen. Và bây giờ em sẽ đi xung quanh một vòng xe và đồng thời giới thiệu cho anh chị về giá bán tổng thể của chiếc xe Toyota Fortuner này. Thì Fortuner được phân phối ở thị trường Việt Nam với 5 phiên bản, trong đó có 3 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Phiên bản số sàn tiêu chuẩn là phiên bản một cầu dầu 2.4 tự động có giá niêm yết là 1.055.000.000. Và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm giá cho phiên bản một cầu này là 11 triệu tiền mặt, thì lăn bánh là 1.155.000.000, trả trước giúp em là 333.000.000 là mang xe về. Phiên bản thứ hai là phiên bản một cầu Legender 2.4 máy dầu, phiên bản trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết là 1.185.000.000 và hiện tại bên em đang giảm 9 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh sẽ là 1.3 triệu, trả trước 374.000.000. Phiên bản tiếp theo, phiên bản 2.8 hai cầu Legender máy dầu có giá niêm yết là 1.350.000.000, giảm 7 triệu tiền mặt, còn 1.483.000.000, lăn bánh là 426.000.000. Phiên bản máy xăng 2.7 một cầu nhập khẩu thì có giá niêm yết là 1.165.000.000, hiện tại thì men đang hỗ trợ 22 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh là khoảng 1.265.000.000, trả trước là 365.000.000. Phiên bản cuối cùng là phiên bản hai cầu 2.7 xăng có giá niêm yết là 1.250.000.000, giảm 17 triệu, lăn bánh là 1.363.000.000 và trả trước là 392.000.000. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về tổng quan giá bán của các phiên bản Toyota Fortuner. Thì với phiên bản trước mắt chúng ta đây là 1.185.000.000, giảm 9 triệu, lăn bánh 1.3 triệu. Thì với 1.3 triệu chúng ta sẽ có gì? Một ngoại hình rất ngầu, một ngoại hình khỏe hơn khoán rất nhiều so với những chiếc Fortuner phiên bản thông thường, với những trang bị như là sử dụng động cơ 2.7, hộp số tự động, có trang bị là cụm đèn pha dạng bi LED chia khoang, đèn sương mù dạng LED, cảm biến phía trước và hệ thống camera 60. La răng là sử dụng la răng dạng phay xước, có kích thước là 18 inch và thành lốp rất là dày. Và cái chiều khoảng sáng khung gầm của xe Fortuner lên đến 279 mm, thì anh chị biết là chiếc xe này trong phân khúc thì là số 1 về địa hình rồi. Tay nắm cửa mạ chrome và được trang bị nút đóng mở cửa thông minh ở đây. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe Fortuner Legender là 8,71 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Xe thì được trang bị cái bậc lên xuống theo xe. Sử dụng nhiên liệu là Euro 5. Ở phía phần đuôi xe thì anh chị sẽ thấy được cái cụm đèn sau khác biệt so với phiên bản thường, và có trang bị thêm 4 cảm biến sau nữa. Cái phiên bản Legender này thì có một cái trang bị em thấy cũng khá là hay, là có xi nhan dạng LED đuổi và có thêm trang bị thêm là cái mạ chrome dọc theo từ gương kéo xung quanh xe sang đến gương bên kia. Và cái miếng này sẽ là miếng ốp màu đen, trông thể thao hơn rất nhiều so với phiên bản thường. Và cái phần nội thất của xe, trước khi vào nội thất của xe thì ở phần thân xe có một cái điểm qua em lướt hơi nhanh, là xe được trang bị cảnh báo điểm mù trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Một cái trang bị rất là hay khi anh chị đi từ trên cao tốc, cũng như là anh chị đi lùi từ chuồng ra hoặc từ trên vỉa hè xuống. Phiên bản Legender thì sẽ được trang bị nội thất màu đen, điểm thêm các cái chi tiết đỏ, nâu đỏ như thế này. Ghế đục lỗ dạng thể thao. Màn hình đa thông tin và có hai đồng hồ cơ hai bên. Cụm điều khiển thì sẽ có là điều khiển của hệ thống màn hình đa thông tin này và hệ thống giải trí. Phía sau cái vô lăng sẽ có là lẫy chuyển số sau vô lăng, cruise control và màn hình 10,1 inch cụm điều hòa hai vùng tự động. Có khu vực này là khu vực ốp gỗ khá là đẹp anh chị ạ, gọi là giả gỗ, ốp gỗ. Và cần số
vẫn dạng dạng zig zag. Và xe thì được trang bị đến 3 chế độ lái là Eco, Normal và Power. Xe đã có cái chức năng chống trơn trượt từ rất là lâu rồi. Và một cái điểm đặc biệt là phiên bản này được trang bị là 9 loa JBL. Đây anh chị là cho ra cái chất lượng thanh rất là tốt. Dưới đây sẽ là cái hàng ghế thứ hai của xe. Ghế thứ hai của xe thì cũng được điểm thêm những cái chi tiết khâu chỉ đỏ và một vài cái điểm nhấn nữa. Hàng ghế thứ hai anh chị cần nói đến là gì? Thứ nhất là có hai dàn lạnh rất hiệu quả ở đây, cụm điều khiển ở đây, và có hai cổng sạc cho điện thoại và một cổng sạc 220V 100W cho các thiết bị như là laptop, hoặc là anh chị có thể là dùng các thiết bị điện khác cho những hành trình dài. Và có một vài cái trang bị cũng khá là tiện ích như là móc treo đồ ở đây. Và hàng ghế thứ ba thì hiện tại em đang gập xuống. Hàng ghế thứ ba thì cũng có một cái dàn lạnh riêng ở đây, lạnh riêng ở khu vực này để làm mát cho hàng ghế thứ ba, và cũng có hốc để đồ cũng như là tẩu sạc ở hàng ghế thứ ba nữa. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Legender một cầu máy 2.4, và cập nhật cho anh chị về giá bán của thời điểm hiện tại của các phiên bản Toyota Fortuner. Anh chị nào liên hệ đặt xe hay cần em tư vấn thêm các cái vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.